Bản tin trưa ngày 13 tháng 3 Kính chào quý vị, Nguyên Ngọc rất vui được gặp lại quý vị trong một ngày cuối tuần và mong muốn sẽ gửi tới những thông tin hữu ích nhất. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát sóng. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin tại Việt Nam 7 bệnh nhân tái dương tính, Hải Dương yêu cầu F0 cách ly 21 ngày sau khi ra viện. Hải Phòng xác định nguồn lây của các ca Việt Kiều Úc không phải từ Việt Nam. Người dân Hà Nội được xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên vì uống vài dầu thắp đèn, bé 13 tháng tuổi bị nhiễm trùng phổi. Tin thế giới, ông Biden nhận vơ công trạng về vắc của ông Trump. Một binh sĩ của lực lượng quốc gia qua đời ở Washington, Bộ Quốc phòng không cho rút quân. Tổng thống Biden đều đạn đi muộn về sớm, khiến cho dân tình lo lắng. Trung Quốc phạt 12 công ty vì lợi dụng vị thế độc quyền. Nước Anh khuyến nghị công dân rời Myanmar, Hàn Quốc ngừng hợp tác quốc phòng và sau đây là thông tin chi tiết vẫn như thường lệ đầu tiên là các tin tức tại Việt Nam chúng ta tiếp tục quay lại với bài toán chưa có lời giải bài toán mà cả thế giới phải bó tay và Việt Nam cũng không ngoại lệ đó là vấn đề tái dương tính của bệnh nhân viêm phổi vụ án cụ thể có 7 bệnh nhân ở Hải Dương tái dương tính sau khi xuất viện vào tối qua ngày 12 tháng 3 thành phố Hải Dương xác nhận 6 trường hợp tại thị xã Kinh môn và một trường hợp ở huyện Nam sách sau nhiều ngày xuất viện đã tái dương tính Trước đó các bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và về nhà tự cách ly, tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Đồng thời, ngành y tế cũng thường xuyên giám sát, lấy mẫu để xét nghiệm theo dõi. Còn một trường hợp ở Nam Sách được xuất viện về nhà vào ngày 26 tháng 2 và đến ngày 11 tháng 3 lại cho kết quả tái dương tính. Hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Hải Dương cơ sở 2, người nhà của bệnh nhân được lấy mẫu và đưa đi cách ly. Ngoài ra có 4 hộ dân gần đó cũng phải phong tỏa thưa quý vị trường hợp âm tính rồi lại dương tính xuất hiện khá nhiều như nguyên ngọc đã đề cập trong các bản tin trước việt nam cũng chưa có phương pháp nào để giải quyết về vấn đề này vậy nên quý vị hãy tự bảo vệ bản thân hạn chế đến các vùng có nhiễm dịch và nâng cao sức đề kháng bởi vì bản thân chúng ta mới là loại vaccine tốt nhất chống lại mọi bệnh tật giảm nguy cơ lây nhiễm từ các loại virus Quay trở lại với các trường hợp tái dương tính, Hải Dương cũng chưa tìm được ra nguyên nhân. Tỉnh này đã yêu cầu F0 cần phải cách ly 21 ngày sau khi ra viện. Ngành y tế tỉnh Hải Dương yêu cầu các bệnh nhân F0 chỉ được ra viện khi hết sốt ít nhất là 3 ngày. Các triệu chứng lâm sàng được cải thiện, chức năng cơ quan xét nghiệm máu trở về bình thường, x quang phổi cải thiện. Ba mẫu bệnh phẩm, các mẫu phải lấy cách nhau ít nhất là một ngày và xét nghiệm cho kết quả âm tính bằng phương pháp Real-Time RT-PCR. Nếu sức khỏe của bệnh nhân bình thường và kết quả xét nghiệm lần 1, lần 2, lần 3 trong thời gian cách ly tại nhà đều âm tính thì đủ điều kiện cho F0 kết thúc việc cách ly. Tại Hải Phòng xác định nguồn lây của các ca nhiễm Việt Kiều Úc tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân. Vào tối qua, thành phố Hải Phòng cho biết nguồn lây của các ca nhiễm này không phải từ Việt Nam. Cụ thể, qua thông tin từ văn phòng đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế của Việt Nam, phía Úc đã giải trình tự gen và chủng virus gây bệnh cho các ca này là chủng biến thể Nam Phi B1351. Trong khi đó, chủng virus biến thể này hiện chưa ghi nhận ngoài cộng đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, về phía Úc cũng ghi nhận thêm hai hành khách trên cùng chuyến bay từ Singapore sang Úc nhiễm chủng virus này. Do đó, khả năng cao là các bệnh nhân trên đã bị nhiễm virus từ trên chuyến bay hoặc từ Singapore, chứ không phải lây nhiễm từ Việt Nam. Vẫn là vấn đề về Covid-19, tại Hà Nội, người dân sẽ được xét nghiệm ngẫu nhiên. Vào ngày hôm qua, ngày 13 tháng 3, thành phố Hà Nội bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm bằng cách test nhanh, chủ yếu ở các khu vực có nguy cơ cao như khu trung cư và bến tàu xe tại quận Nam Từ Liêm. Các nhân viên bến xe khách Mỹ Đình buộc phải yêu cầu kê khai đầy đủ thông tin điều tra dịch tễ. Nhân viên y tế được lựa chọn ngẫu nhiên cả các hành khách trong bến xe, thời gian mất khoảng 15 phút để làm test nhanh. Cũng trong cùng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kiểm soát bệnh tật đã lấy mẫu xét nghiệm 28.964 người, trong đó có 28.900 trường hợp đã cho kết quả âm tính và 64 trường hợp đang chờ kết quả. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh có xảy ra một trường hợp bé trai 13 tháng tuổi bị nhiễm trùng phổi. Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 12 tháng 3 xác nhận vừa cứu chữa cho bé ở Đồng Nai do uống nhầm dầu thắp đèn. Các bác sĩ cho biết bé trong tình trạng khó thở, huyết áp tụt, chụp X quang cho thấy phổi bị tổn thương nặng. Bệnh viện cũng đã dùng kháng sinh mạnh để khống chế nhiễm trùng tại phổi và thuốc trợ tim để ổn định tình trạng huyết động. Hiện tại sức khỏe của bé tạm thời đã ổn định lại, tuy nhiên bé vẫn cần được theo dõi. Loại dầu mà bé uống là dầu thắp đèn paraffin thuộc nhóm hydrocarbon là chất bay hơi, do vậy khi trẻ uống nhầm, người nhà không được phép gây nôn để trẻ ói ra vì dầu có thể bị hít vào phổi và làm tổn thương nặng. Đồng thời cũng không sử dụng than hoạt tính để thấm hút chất độc vì việc này không có tác dụng mà sẽ làm chậm quá trình cấp cứu. Quý vị thân mến, con trẻ thường hay tò mò và rất tinh nghịch nên các chất độc hại như là thuốc diệt cỏ, thuốc chuột, dầu gội, dầu hỏa, thuốc xịt mũi, da ven, vân vân đều có khuyến cáo là tránh xa tầm tay trẻ em. Trên thực tế, Việt Nam là một nước có tỷ lệ tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em khá cao, đặc biệt là vấn đề đuối nước nữa. Cho nên, việc tập luyện cho con các kỹ năng và phương pháp dạy bảo thực sự là rất quan trọng cho mọi độ tuổi cho tới khi con trưởng thành. Chuyển qua phần tin thế giới, một ký giả của Fox News đã từng nhận định chính quyền của tân Tổng thống Biden đã được thừa hưởng một di sản từ vaccine COVID-19 từ ông Trump. Vậy mà mới đây, ông Biden lại nhận công trạng này là của mình. Trang tin Western Journal đưa ra một bài bình luận trong bài phát biểu đánh dấu một năm phong tỏa vì dịch bệnh hôm ngày 12 tháng 3. Tổng thống Biden đã nhận vơ công trạng phát triển và triển khai vaccine của chính quyền ông Trump. Tác giả của bài báo, ông Dick Morris dẫn tuyên bố của Tổng thống Biden rằng Khi tôi nhậm trước cách đây 50 ngày, chỉ có 8% người Mỹ sau nhiều tháng Chỉ 8% những người trên 65 tuổi được tiêm vaccine đầu tiên Và ngày nay, con số đó là 65% Ông Morris đã phản bác lại rằng FDA đã phê duyệt vaccine đầu tiên của Pfizer vào ngày 11 tháng 12 Và trong 40 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông Trump Chính quyền của ông đã tiến hành tiêm 31 triệu liều vaccine rồi Ông còn chỉ ra rằng, vào ngày 20 tháng 1, ngày tại vị cuối cùng của ông Trump, chính quyền của ông đã thực hiện 1,5 triệu mũi tiêm, mức mà chính quyền ông Biden không đạt được cho đến nhiều tháng sau đó. Trước đó, hôm ngày 10 tháng 3, ông Trump đã nói trong một tuyên bố rằng, Tôi hy vọng mọi người nhớ đến khi họ được tiêm vaccine COVID-19, còn gọi là virus Trung Quốc, rằng nếu tôi không phải là Tổng thống thì quý vị sẽ không nhận được mũi tiêm chủng tuyệt vời đó trong 5 năm trong điều kiện tốt nhất và có lẽ sẽ không nhận được mũi nào cả. Chúng ta cùng quay trở lại về vấn đề của Tổng thống Biden. Tình trạng thể chất và tinh thần của ông đang là tâm điểm của chính trường Mỹ. Các biểu hiện suy giảm trí nhớ ngày càng xuất hiện nhiều. Và hiện, Nhà Trắng chỉ còn cách từ chối cho ông trả lời trực tiếp các phóng viên. Cựu tránh văn phòng của ông Trump đã nhận định rằng khả năng tập trung của ông Trump vào ban đêm còn cao hơn mức tập trung của ông Biden vào đầu giờ chiều ông Mark Middles đã chỉ ra rằng việc Tổng thống Joe Biden thiếu sức chịu đựng, thiếu sự tập trung và năng lượng. Hẳn quý vị còn nhớ hình ảnh của cựu Tổng thống Trump cảm cụi làm việc trong đêm ngay cả khi ông đang phải cách ly điều trị Covid-19 vào hồi đầu tháng 10 năm 2020. Bình thường thì ông Trump là người thức khuya dậy sớm và chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm. Theo CNN, vì Tổng thống đương nhiệm ông Joe Biden có lịch trình đều đặn, bao gồm uống cà phê vào buổi sáng với đệ nhất phu nhân, dự các cuộc họp và gọi điện từ phòng bầu dục bắt đầu từ 9 giờ sáng và trở về nơi ở của mình vào 7 giờ tối. Trong buổi phỏng vấn với Fox News cùng dân biểu Jim Jordan vào đầu tuần này, ông Misto, người đã làm việc cùng cựu Tổng thống Trump trong tòa Bạch Ốc gần một năm cho rằng khả năng tập trung của ông Trump vào ban đêm còn cao hơn mức tập trung của ông Biden vào đầu giờ chiều. Và ông Jordan cũng nói đùa rằng họ đã từng nhận được điện thoại từ ông Trump vào đêm khuya lúc ông còn tại nhiệm. Ông Mitchell cũng chỉ trích việc Phó Tổng thống Kamala Harris đã thực hiện các cuộc gọi với các nhà lãnh đạo thế giới thay vì ông Biden. Còn ông Jordan thì cho rằng người dân Mỹ xứng đáng được biết ai là người ra quyết định. Phó Tổng thống Harris đã điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Canada Israel và Tổng thống Pháp khi không có sự tham dự của Tổng thống Biden. Đây là điều được cho là rất hy hữu trong các chính quyền tiền nhiệm. Một binh sĩ của lực lượng quốc gia qua đời ở Washington, Bộ Quốc phòng không cho rút quân. Một phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ cho biết hôm ngày 11 tháng 3, một thành viên của lực lượng này hiện đóng tại Washington để bảo vệ cho Điện Capitol đã chết sau khi rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp trong khi đang không làm nhiệm vụ. Danh tính của người này hiện không được tiết lộ và giới chức cho biết đang điều tra về nguyên nhân của sự tử vong. Trước đó, hơn 50 vệ binh quốc gia đã phải điều trị các vấn đề tiêu hóa sau khi bị cung cấp thức ăn còn sống. Lực lượng vệ binh quốc gia được điều động đến thủ đô Hoa Kỳ sau vụ bạo loạn và xâm nhập vào Điện Capitol hôm ngày 6 tháng 1 với số lượng lên đến 25.000 người vào thời kỳ cao điểm. Lầu Năm Góc tuần này cũng đã ra lệnh rằng hơn 2.000 binh sĩ sẽ đóng quân tại thủ đô của Washington ít nhất cho đến ngày 23 tháng 5 theo yêu cầu của cảnh sát Điện Capitol. Tuy nhiên, quyết định đó đã vấp phải sự phản đối của chính lực lượng này. Theo một bản ghi nhớ mà Fox News có được, Cục trưởng Cục Vệ binh Quốc gia tướng Daniel Hawkinson đã giải thích rằng lực lượng vệ binh quốc gia không thể và không nên thực hiện yêu cầu về triển khai binh sĩ của cảnh sát capital vào lúc này vì họ đã quá tải. Tướng Hawkinson cũng đã nêu quan ngại rằng bản chất vô thời hạn của yêu cầu này cũng có thể cản trở khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong tương lai. Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng đã bác bỏ nhận định của tướng Hawkinson và giữ nguyên quyết định của mình. Thượng nghị sĩ Miss McConnell cũng bình luận rằng, ông cực kỳ khó chịu với việc các cử tri của ông không thể đến điện Capitol do những hàng rào dây thép gai xung quanh khu vực phức hợp này và rằng nó làm cho ông nhớ lại chuyến đi cuối cùng của mình đến Afghanistan. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một số tin tức đáng chú ý khác. Nga cảnh báo trả đũa nếu Mỹ triển khai tên lửa tại Nhật Bản. Theo Reuters vào ngày 12 tháng 3 đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ trả đũa nếu Mỹ triển khai các tên lửa mặt đất tại Nhật Bản. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho rằng việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn của Mỹ ở các khu vực khác nhau trên thế giới, bao gồm cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sẽ gây mất an ninh quốc tế và khu vực. Thủ tướng Nhật Bản ấn định ngày gặp Tổng thống Mỹ vào ngày 12 tháng 3, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết, Thủ tướng nước này Yoshihide Suga sẽ đến Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ ông Joe Biden vào nửa đầu tháng 4 nhằm thảo luận về các vấn đề khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thủ tướng Suga sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp mặt trực tiếp Tổng thống Biden từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trung Quốc lần đầu phóng thành công tên lửa Trường Trinh 7A vào ngày 12 tháng 3, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa thế hệ mới của nước này, Trường Trinh Long March 7A trong lần phóng thử thứ hai, gửi vệ tinh sinh 9 lên quỹ đạo tại bãi phóng vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam để thử nghiệm các công nghệ mới như giám sát môi trường vũ trụ. Tiếp nữa, Trung Quốc phạt 12 công ty vì lợi dụng vị thế độc quyền. Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường Trung Quốc vào ngày hôm qua thông báo phạt 12 công ty liên quan đến 10 thương vụ thể hiện hành vi độc quyền bất hợp pháp. Theo đó, danh sách những công ty phải nộp phạt có những cái tên nổi bật như Baidu, Tencent, DJ SoBank Shopbank và một công ty do Biden hậu thuẫn. Một công ty phải chịu phạt lên tới 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 77.000 USD. Ngoài ra, theo CNA, các nhà quản lý chống độc quyền Trung Quốc đang cân nhắc cần áp dụng mức phạt kỷ lục đối với tập đoàn Alibaba Group Holding Ltd với cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh. Chưa kể, nhà chức trách Trung Quốc cũng đang cân nhắc yêu cầu Alibaba phải thoái vốn khỏi một số tài sản không liên quan tới hoạt động bán lẻ trực tuyến cốt lõi. Còn về tình hình tại Myanmar, anh khuyến nghị công dân rời Myanmar, Hàn Quốc ngừng hợp tác quốc phòng. Bộ ngoại giao anh vào ngày hôm qua ra thông báo khuyến nghị công dân anh cần rời khỏi Myanmar bằng các phương tiện thương mại trừ khi có nhu cầu cấp thiết phải ở lại. Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo về tình hình hiện nay tại Myanmar, nhấn mạnh căng thẳng chính trị và bất ổn đang lan rộng kể từ khi quân đội nước này nắm chính quyền và bạo lực đang leo thang. Bộ Ngoại giao Anh cho biết, quân đội Myanmar cắt internet hàng đêm và nguồn tiền càng ngày càng khó có do các ngân hàng đóng cửa và máy ATM thì không hoạt động. Hàn Quốc cấp phép cư trú đặc biệt cho công dân Myanmar. Theo hãng thông tấn John House vào ngày 12 tháng 3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ cấp phép cư trú đặc biệt tạm thời cho những người sắp hết hạn thị thực nhưng không thể gia hạn trong khoảng 25.000 công dân Myanmar đang sống tại quốc gia Đông Bắc Á vì lý do nhân đạo. Theo đó, lệnh này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 3. Những người đã hết hạn thị thực sẽ được phép tạm thời ở lại Hàn Quốc cho tới khi họ có thể an toàn trở về Myanmar một cách tự nguyện trước đó cùng ngày bộ ngoại giao hàn quốc thông báo nước này sẽ đình chỉ trao đổi quốc phòng và an ninh với myanmar cùng ngày bộ ngoại giao hàn quốc cho biết sẽ dừng các trao đổi hợp tác quốc phòng với myanmar và cấm xuất khẩu vũ khí sang quốc gia đông nam á này seoul cũng sẽ hạn chế xuất khẩu các mặt hàng chiến lược khác xem xét lại viện trợ phát triển và cho phép công dân myanmar ở lại hàn quốc đến khi tình hình đất nước này được cải thiện và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chiều nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký các kênh Youtube như Facebook của chúng tôi. Kính chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kế tiếp.